tức là không xa lìa trí nhất thiết trí. Cho nên, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, thì phải siêng năng tinh tấn tu học 6 pháp ba la mật đa, phải siêng năng tinh tấn tu hành 6 pháp ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu hành 6 pháp ba la mật đa như vậy, thì tất cả căn lành mau được viên mãn, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát luôn luôn tương ưng với 6 pháp ba la mật đa không được tạm rời. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào để Đại Bồ Tát luôn luôn tương ưng với 6 pháp ba la mật đa không được tạm rời? Phật dạy, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật quán sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, như thật quán thọ tưởng hành thức chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, nói rộng cho đến như thật quán trí nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, Đại Bồ Tát ấy luôn tương ưng với 6 pháp ba la mật đa không bao giờ tạm rời. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ, ta không nên trụ vào sắc, cũng không nên trụ vào phi sắc, nói rộng cho đến ta không nên trụ vào trí nhất thiết trí, cũng không nên trụ vào phi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc chẳng phải trụ, chẳng phải